Chào các bạn nhá. Hôm nay mình với các bạn đi thạc chơi đi du ngoại cảnh. Rồi mình đi vào chứa ra vào chơi cho đỡ buồn thôi các bạn. Đây mình là chuẩn bị sẵn rồi. Đây có con gà nha các bạn. Mình là chuẩn bị sẵn ở nhà rồi. Kia là mấy thằng bạn này đang nhâm lửa. Ở bên kia là ít đồ thôi, đồ để nhắm ấy. Đây là mình đang chuẩn bị con gà. Bắt đi. À, mày đi cho nó. Bây giờ là gà này là mình làm theo kiểu là nhúng cho nó sạch, thấm nước hết. Xong rồi mình sẽ bỏ lên lửa, hơ cho nó nóng, xong rồi mình sẽ vặt lông. Mình sẽ làm lông cho các bạn. Mình sẽ làm lông. Mà mình sẽ không đi thân lên mình làm đâu, mà là mình hôm nay mình sẽ quay cho các bạn xem như thế nào thôi, chứ mình chẳng biết là như thế nào nhiều, qua là nghe mấy bạn nói thì mình mới biết thôi. Đây mình xem họ làm này, nó đặt cái gà lên trên đống lửa và hơ cho nó nóng, hơ gà như kiểu là thui gà ấy, đó, còn cả lông này các bạn. Cái nhỏ dưới cho nó đùa cho ít quá nhỉ. Thì tắt đi các bạn. Cây là sao vậy ạ? Nó bảo là cái to vào không chịu lấy. Đúng cây to đi. Nó cho cái nhỏ vào dưới chứ. Ôi. Như kiểu anh cứ chó đây này, ra này, chỗ nào ra nhổ đi. Ra mà. Đây các bạn thấy chưa, nó nhổ chưa. Đây chỗ nào nóng rồi nhổ ra hết. Đó, cho nó cháy gì nữa đó. Đây, anh kia đang mài cái rìu của ông ấy. Đoàn kiếm chứ là đuôi cáo đấy. Đó gì à? Đoạn kiếm như thế đó. Cái này là đoạn kiếm á. Kiếm là kiếm thần đấy. Rồi đem lên đặt đi. Rồi đem lên nướng kiếm đi. Để đủ cho nước nó ra đã. Đủ nước nó ra sao mà được nữa. Gà nhỏ nhờ. Tóc là đoạn múa. Lấy con vịt cho nó ngon. Vịt là êm hơn. Nấu nước đi ông không chịu hết. Cái này là vật lông kiểu mới mà. Hiểu vật lông đi. Hiểu vật lông đi. Đây đang nhổ lông các bạn. Chỗ nào không chưa ra thì mình ấy tiếp, thì mình thui tiếp. Nhanh mà nhờ. Chẳng qua thằng Hiếu không biết làm. Điều mạng. Con gà này nhỏ quá. Bao nhiêu ký? Con này mà họ ra nhiêu ký? Mấy xúc phạm người nuôi gà quá. Gà nhà không có đi mua ở ngoài tặng lời
Rồi bằng đấm đấm mới lấy với thịt, sao thịt? Như mỗi người con ở đấy tự nhổ, tự lộn. Ờ, có vẻ hay đấy nhỉ. Đây là trứng à? Úi, to chưa nhỉ? Đây này, mình mới lượm được hai quả trứng ở dưới hòn đá. Nó rơi xuống, người xuống kia lấy, lượm. Nghe xấu. Đây các bạn, mình mổ gà lên là gà này có trứng luôn này các bạn ơi. Đó, trứng này nhìn đẹp chưa? Ngon quá. Ngon thật đấy. Lấy cái nồi hiểu ơi. Hai quả nữa ra, hai quả nữa. Ờ. Còn kia một quả nữa. Hai quả thôi. Cái quả thì nó kiện đó. Không. Còn hếm, nhanh hếm. Đây các bạn, đây mình đang quay con gà này các bạn ơi. Các bạn thấy chưa? Quay cũng được, người ta gọi là nướng. Nhưng mà ở trong rừng người ta gọi là nướng các bạn nhá. Đây này các bạn thấy chưa? Giờ nó vàng vàng rồi này. Đó các bạn thấy không? Wow, gà nó vàng khe luôn. Gà ta. Và cho anh kia ngàn like nha các bạn. Anh là nướng gà hết về chuẩn đấy các bạn. Các bạn thấy chưa? Gà, gà. Gà này gà ta nó luôn nha các bạn ơi, không phải là gà công nghiệp đâu. Gà này là nhà nuôi luôn đấy. Thịt thơm ngon, chắc lắm. Cái này mình nuôi bằng lúa với lại bằng mắp không nhá, không nuôi bằng cám đâu. Cho nên nó mới nhỏ nhỏ, mới nhìn nhiều thịt đó các bạn ạ. Đấy các bạn thấy chưa? Anh này đang vót cây làm đũa để tí nữa ăn. Làm cái đầu nhọn nhọn thế là được, gì đâu. Mọi thằng cầm một cây thọc 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 cũng được. À, làm quản lý uống rượu nữa mà, nhờ. Wow, nhìn đẹp chưa? Một cây này này. Ốc này phải không? Phải là ốc này ăn ngon lắm. Đây đâu, Duyệt? Còn đâu? Có một lúc mình đi kiếm rồi bỏ cái nồi, bỏ sắp đi. Cả bảo đảo một lúc chặt cái nồi ra ấy. Bây giờ làm kiếm cái này về làm cốc để uống rượu nha các bạn. Không khoảng được đâu, còn để đấy. Ngon. Thơm lắm. Chặt xuống cái nứa này. Cái này thôi, đổ rượu cho nó dễ. Làm bằng cây rừng luôn nha các bạn ơi. Là uống rượu là vừa ngon vừa ngọt. Dập lửa đi nhá. Không cần đâu. Úi. Đây sản phẩm đây các bạn. Thì nữa còn nướng lại. Đó, các bạn thấy chưa? Đây sản phẩm này. Ra nhỏ đâu. Chụp chẹp cái gì? Ngồi nhậu đây. Giờ mình sẽ thử làm miếng nhé các bạn ơi. Chắc ngon lắm ấy. Mình cũng thử với. Chắc ngon lắm đấy. Ngon rồi các bạn ơi. Ui, gà này còn mỡ không? Còn có uống rượu của... Còn đâu? Bạc. Đây là nóng đi. Tí ra, dùng món này chưa đi, tí là cắt. Dùng món này chưa đi. Ừ, đưa con ra cho anh mượn.
quái. Cái này là lông sao sả ớt. Lơ sao sả ớt. Lông sao hết. Lông sao các loại. À lông sao ốc. Mày chơi một cái ống dài 20 phân luôn đi nhỉ. Muốn ăn một ống. Ôi. Mày cho thật ra đi.